Rồi, thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo một cái kênh YouTube ở trên máy tính nha. Video trước thì anh đã tạo ở trên điện thoại rồi, anh hướng dẫn tạo trên điện thoại rồi. Video này thì anh sẽ hướng dẫn cho bạn tạo trên máy tính. Dùng cái máy tính thì nó dễ hơn, thao tác nó dễ hơn rồi. Thì trước tiên thì bạn đăng nhập vào cái à, trước tiên thì bạn truy cập vào google.com này. Google.com nha. Rồi, bạn bấm vào cái phần đăng nhập ở bên góc này, bấm vào đây. Rồi bấm vào tạo tài khoản nha, bấm vào cho bản thân tôi này, bạn điền họ tên vào đây, họ tên thì bạn điền chính xác họ tên của bạn vào để đỡ rắc rối sau này á. Tên người dùng thì bạn điền không dấu viết liền nhau. Rồi mật khẩu thì bạn đặt phức tạp tí nha, mật khẩu thì bạn đặt theo nguyên tắc là có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt và số đó. Thì nếu mà bạn đặt đủ những nguyên tắc như vậy và tối thiểu là 8 ký tự nha, thì nó sẽ tăng cường cái mức độ bảo mật cho bạn ấy. Rồi sau đó bạn bấm vào nút tiếp theo này. Rồi tại đây bạn điền số điện thoại của bạn vô đây nha, đừng bỏ qua bước này nha bạn, bắt buộc phải điền á. Chỗ này bỏ số 0 lần trước đi, tại vì đã có cái mã vùng Việt Nam rồi, bắt buộc phải điền cái số điện thoại của bạn vô đây. Phần email khôi phục này bạn có thể điền một cái email thứ hai của bạn vào đây, còn không thì thôi khỏi điền. Có cái số điện thoại này, phần này là quan trọng nhất. Rồi cái ngày tháng năm sinh ấy, bạn điền đúng cái ngày tháng năm sinh của bạn vô đây, điền chính xác vô nha, đừng có điền thầm bậy. Rồi chọn giới tính, rồi sau đó thì bạn bấm vào nút tiếp theo và cái các bước tiếp theo bấm vào cái nút ra đồng ý là xong. Sau khi mà bạn tạo xong rồi á thì bạn sẽ vào cái kênh youtube.com, bạn vào cái truy cập vào đường dẫn là youtube.com này, bạn chọn vào cái nút đăng nhập này, rồi bạn đăng nhập cái tài khoản mà bạn vừa tạo nha. Cái này là anh đã dùng cái tài khoản tạo trước rồi ấy, cho nên là bạn sẽ nhìn thấy nó khác so với lại cái hồi nãy anh demo đó. Thì bạn thực chất là ở đây bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản mà bạn vừa mới tạo, rồi bấm vào nút tiếp theo, nhập mật khẩu vô tiếp theo luôn, bạn bấm vào bên góc này, bạn chọn vào nút tạo kênh này, tại đây bạn bấm vào nút bắt đầu này. Ở đây nó sẽ có hai tùy chọn ở bên đây á sẽ là cái chọn mà đặt tên dựa theo cái tên của tài khoản Gmail của bạn luôn nha, còn tùy chọn bên đây á là sẽ cho phép bạn đặt tên tùy chỉnh khác so với cái tên này. Thì anh khuyên là bạn nên chọn ở bên tay phải nha, chọn vào đây. Rồi ở đây bạn đặt tên kênh, ví dụ như mình sẽ đặt là Đức Ân TV, rồi bạn bấm vào đây, chọn vào nút tạo, như vậy là bạn đã tạo xong một cái kênh YouTube. Rồi sau khi mà bạn tạo xong kênh YouTube của bạn rồi ấy, bạn bấm vào bên góc này, bạn bấm vào nút kênh của bạn này, đó thì đây sẽ là một cái kênh YouTube của bạn, và bạn muốn đăng video thì bạn có thể bấm vào đây, bạn chọn rồi tải lên này, đó. Hoặc là bạn live stream bạn bấm vào đây nha. Và cái trình quản lý thì nó nằm ở đây nè, YouTube Studio, bấm vào đây. Bạn tắt cái này đi. Rồi trong phần này sẽ là cái trang dành cho bạn quản lý cái kênh YouTube của bạn. Tại đây sẽ là những cái mà video bạn đăng lên đây, nó sẽ hiển thị ra những cái như là số lượt thích này, số bình luận này, nó sẽ hiển thị hết ở đây. Rồi danh sách phát này, ở đây thì anh chưa có danh sách phát nào hết, tại vì kênh này cũng là kênh mới demo cho bạn, chưa có gì. Rồi bình luận nó sẽ hiển thị ở đây, và nút kiếm tiền nó nằm ở đây. Thì cái kiếm tiền này bạn chưa cần đụng gì tới đâu, tại vì bạn là kênh mới mà. Cái những cái điều kiện kiếm tiền đó là bạn đạt 1.000 sub và 4.000 giờ xem đó. Thì cái này khi nào mà bạn đạt rồi, bạn bấm một cái phần này nè, bạn nhìn nó sẽ có một cái là hiển thị thông báo ở đây là bạn đã được là bao nhiêu sub, bao nhiêu giờ xem, mà đã đạt hay chưa. Thì hiện tại bạn quan tâm như vậy thôi. Còn đây là cái thư viện âm thanh, cái thư viện này cho bạn lấy những cái bài nhạc miễn phí từ YouTube để bạn chèn vào trong video. Trong quá trình mà bạn làm video đăng lên á, bạn chèn những cái nhạc này thì nó sẽ không bị dính bản quyền ha. Ok, thì như vậy là anh đã hướng dẫn xong cho bạn cái cách để tạo một cái kênh YouTube đơn giản nhất, dễ dàng nhất trên máy tính rồi ha. Thì hy vọng rằng là bạn sẽ thực hành thành công, sẽ tạo một cái kênh YouTube thành công và bạn sẽ bắt đầu khởi đầu, có một cái khởi đầu tốt trên YouTube, và chúc cho bạn là có một cái kênh YouTube là
chuyên nghiệp và có thể bật được kiếm tiền, có thể có được cái nguồn thu nhập từ kênh YouTube ha. Nếu như mà bạn thấy video này hay thì nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái hình quả chuông ở bên cạnh, thì những video sau anh sẽ làm những cái nội dung hướng dẫn cho bạn cách tối ưu kênh YouTube sao cho chuẩn SEO, cách tối ưu cái tệp thô trước khi mà đưa lên trên kênh, và cách tạo ảnh bìa cho kênh và nhiều các cái vấn đề khác nữa. Thì nếu mà bạn quan tâm thì nhớ bấm vào nút đăng ký nha. Rồi, anh cảm ơn bạn đã xem video này và chúc cho bạn là sức khỏe và thịnh vượng. Chào tạm biệt bạn và hẹn gặp lại bạn trong những cái video lần sau nha. Thank you.